Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay của Tin Mới. Thưa quý vị, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia là chủ trương chiến lược của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Những năm gần đây, năng lực nghiên cứu thiết kế sản xuất sửa chữa vũ khí khí tài của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có những thành tựu rất đáng kể, như làm chủ công nghệ sản xuất, cải tiến nhiều loại vũ khí hiện đại phù hợp với chiến lược quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Cùng với đó, nhiều sản phẩm hàng hóa dân dụng do công nghiệp quốc phòng sản xuất đã tạo dựng được thương hiệu có sức mạnh cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội đất nước. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những thành tựu và hướng phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay với khách mời là Đại tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cùng tham gia. Ngành quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, cũng giống như phần lớn quân đội các nước khác, bộ binh là lực lượng chiếm quân số đông đảo nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành quân giới Việt Nam tổ chức, nghiên cứu và chế tạo được nhiều loại súng đạn. Ngày nay, với sự phát triển lớn mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng, Việt Nam đã cơ bản tự chủ sản xuất được nhiều mẫu súng, đạn bộ binh hiện đại, đáp ứng được yêu cầu từng bước hiện đại hóa quân đội. Dù có lịch sử ra đời hàng trăm năm trước, cho đến ngày nay, khẩu súng vẫn là trang bị cơ bản và quan trọng nhất của người lính bộ binh. Từ một cơ sở làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí là chính, hiện nay nhà máy Z-111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã làm chủ công nghệ và chế tạo thành công nhiều loại súng bộ binh thế hệ mới, hiện đại. Nhiều loại vũ khí hoàn toàn mới không theo mẫu của nước ngoài. Đáng chú ý là tự chủ được toàn bộ khâu sản xuất súng trường tấn công thế hệ mới với tên gọi STV. Chi tiết khó nhất và được coi là công nghệ cốt lõi để chế tạo súng chính là việc làm ra được nòng súng với độ bền cao và tiện được rãnh xoắn. Riêng đối với nòng súng, cái chi tiết quan trọng nhất trong một khẩu súng, chúng tôi vẫn gọi là trái tim nỏ súng ấy, thì riêng về các buồng đạn rãnh xoắn ở trong nòng súng phải đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vì rãnh xoắn không đảm bảo được thì nó liên quan đến độ chính xác, độ tản mát của một khẩu súng. Nên tất cả các yếu tố như từ khâu gia công tạo rãnh xoắn, tạo buồng đạn và độ bóng cho đến bề mặt bền của lớp mạ cũng là yếu tố rất quan trọng trong cái nòng súng. Nói đúng là từ trước khi được chuyển giao dây chuyền thì tại đây, dây chuyền của nhà máy đã có một máy rèn nòng, nhưng chỉ rèn đến nòng 7 ly 2. Vừa qua đã được đầu tư thêm dây chuyền rèn 12 ly 7 trên các dây chuyền máy rèn nòng của Đức. Thép làm nòng súng có yêu cầu về kỹ thuật cao, không phải quốc gia nào cũng có thể tự chủ làm được. Công nghệ luyện kim ra các loại thép hợp kim chất lượng cao cũng là công nghệ được các quốc gia phát triển bảo mật rất kỹ lưỡng. Hiện nay, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã cơ bản tự chủ làm ra được thép để chế tạo nòng của nhiều loại súng. Về thép để sản xuất cho các loại súng thì điển hình phải nói là thép nòng súng. Thép để chế tạo nòng súng chúng ta đã tự chủ sản xuất được thép để chế tạo nòng súng tiểu liên, nòng súng trung liên, nòng súng đại liên. Ngoài ra thì cũng chế tạo được một số loại thép để chế tạo nòng súng cối và súng chống tăng cỡ nhỏ. Đạn dược và thuốc nổ nói chung là một trong những thành phần rất quan trọng của vũ khí. Đây cũng là những vật tư tiêu hao rất nhiều khi phục vụ quá trình huấn luyện, diễn tập của các lực lượng vũ trang trong thời bình. Việc tự chủ sản xuất được thuốc nổ và đạn dược có ý nghĩa rất lớn, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước. Hiện nay Việt Nam đã tự chủ sản xuất được không chỉ các loại đang dùng cho súng bộ binh, đạn pháo lục quân mà còn tiến tới sản xuất đạn cho lực lượng phòng không và hải quân. Chúng tôi có những nghiên cứu đề xuất để làm sao đưa ra các loại đạn con và phủ sóng đạn bộ binh, phủ sóng tất cả các loại súng ở Việt Nam đến tận bây giờ. Ngoài ra còn phát triển thêm các loại đạn cao xạ và đặc biệt là trong giai đoạn năm 2020 đến nay cũng đã cùng với các viện thiết kế vũ khí nghiên cứu chế tạo thành công các loại đạn 30mm, đạn 25mm và dùng cho hải quân và loại đạn này chúng ta vẫn phải nhập ngoại và như đến thời điểm hiện tại chúng ta đảm bảo được cho quân đội. Vũ khí trang bị cho lính bộ binh có nhiều loại, ngoài súng có rãnh xoắn, từ súng ngắn đến đại liên còn quả súng hỏa lực chống tăng, súng không giật, khí tài quang học, kính ngắm.
Hiện Viện Vũ khí và các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cơ bản tự chủ nghiên cứu và sản xuất được vũ khí trang bị cho lực lượng bộ binh. Trong 10 năm gần đây, Viện đã tự chủ và nghiên cứu thiết kế ra các loại sản phẩm vũ khí, đặc biệt là những sản phẩm vũ khí mới, không theo mẫu và có hàm lượng khoa học cao và có tính cơ động cao, tăng thẩm bắn, tăng uy lực và tăng độ chính xác bắn, phục vụ cho trang bị quân đội. Với phương châm chế tạo vũ khí phù hợp với cách đánh, nghệ thuật quân sự của Việt Nam, các sản phẩm vũ khí bộ binh do trong nước sản xuất đều phù hợp với điều kiện chiến đấu và thể trạng của người chiến sĩ. Đến nay, về cơ bản, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đủ sức tự chủ nghiên cứu chế tạo được các loại vũ khí bộ binh. Đây là một bước tiến rất lớn đảm bảo cho các đơn vị có nguồn vũ khí mới, hiện đại, bắt kịp với trình độ khu vực và trên thế giới. Có nguồn cung dồi dào đảm bảo sức chiến đấu lâu dài, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Vậy vì sao việc tự chủ các loại vũ khí bộ binh lại là ưu tiên quan trọng của quân đội nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam? Thưa các bạn, hiện nay thì có thể có những cái hình thức chiến tranh phi truyền thống, sử dụng khí công nghệ cao hoặc là tấn công phủ đầu bằng các phương tiện vũ khí công nghệ cao. Tuy nhiên, bộ binh là lực lượng cơ bản trên chiến trường. Để làm chủ chiến trường và khẳng định thành tựu của bên thắng cuộc, thì sự có mặt của bộ binh vẫn là yếu tố quyết định cho cục diện cuối cùng của cuộc chiến. Vậy hiện nay, các loại vũ khí bộ binh của Việt Nam đã bắt kịp với trình độ phát triển của các nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến hay chưa? Đại tá Dương Văn Yên cho biết, vũ khí bộ binh của chúng ta hiện nay cũng đang tiệm cận với xu hướng phát triển của bộ binh hiện đại trên thế giới. Ví dụ như súng bộ binh trang bị cho cá nhân, thì chúng ta đang sản xuất các mẫu súng có tốc độ bắn cao, khối lượng nhẹ, do ứng dụng các cái vật liệu mới và vẫn đảm bảo độ bền, tuổi thọ cao để phù hợp với xu hướng của người lính bộ binh trong chiến tranh hiện đại. Ví dụ như tích hợp các súng phòng lực, tích hợp các phương tiện ngắm bắn, quan sát ngày đêm để phục vụ cho tác chiến nhóm ở trong chiến tranh hiện đại. Hiện nay chúng ta cũng đã nghiên cứu thiết kế chế tạo được các loại đạn chống tăng hiện đại mà được bảo vệ bởi các lớp giáp phản ứng nổ cũng như là được bảo vệ bởi hệ thống phòng vệ chủ động ở trên xe tăng. Các tính năng của các vũ khí chống tăng của chúng ta hiện nay cũng tương đương với các nước ở trên thế giới. Vậy tại sao việc xuất khẩu vũ khí bộ binh chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu bán thành phẩm chứ chưa xuất khẩu thành phẩm? Đại tá Dương Văn Yên cho biết, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng về công nghệ để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh. Các loại sản phẩm này có thể mang bản sắc của Việt Nam nữa, không vi phạm bản quyền đối với nước nào cả. Tuy nhiên, việc xác định đối với các bạn hàng thì cũng cần có một chính sách cơ chế từ tầm vĩ mô thì mới tạo ra một hành lang pháp lý để chúng ta xuất khẩu được các sản phẩm vũ khí. Đấy cũng là một lĩnh vực mang tính chất đặc thù. Do vậy, ngoài quy luật của kinh tế, quy luật về hàng hóa thì nó còn có những cái về quân sự, ngoại giao, quốc phòng. Còn về công nghệ thì chúng ta hoàn toàn làm chủ được và hoàn toàn xuất khẩu được các loại vũ khí hoàn chỉnh theo yêu cầu của các đối tác. Vậy ngoài vũ khí bộ binh thì hiện nay việc phát triển các loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao cho quân đội đang được thực hiện như thế nào? Hiện nay với công nghệ cơ khí tự động hóa chúng ta đã cơ bản làm chủ được thì chúng ta phải tăng hiệu quả, hiệu lực vũ khí của chúng ta lên. Chủ trương của chúng ta vẫn là tự lực, tự chủ, tự cường kết hợp với việc nhận chuyển giao công nghệ như những công nghệ cốt lõi, công nghệ nền. Qua khai thác làm chủ các công nghệ, chúng ta sẽ dần dần làm chủ và chúng ta sẽ xây dựng được năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí tích hợp hệ thống có điều khiển và thông minh. Với những khó khăn thách thức nào đã đặt ra cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam để tính đến việc tự chủ sản xuất vũ khí công nghệ cao? Theo Đại tá Dương Văn Yên, chúng ta phải mở rộng hợp tác quốc tế để nhập khẩu được các loại công nghệ lõi, công nghệ nền thì mới đủ năng lực để chế tạo các loại vũ khí công nghệ cao. Vấn đề này chúng ta cũng đang thiếu và chúng ta cũng đã đang từng bước để xây dựng các công nghệ lõi, công nghệ nền để từ đó phát triển các loại vũ khí công nghệ cao. Thứ hai là các nguồn nhân lực thì chúng ta cũng phải đào tạo trong nước kết hợp với đào tạo với nước ngoài để xây dựng các nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba là công nghiệp phụ trợ của chúng ta hiện nay cũng chưa phát triển, cho nên các loại vật tư đặc chủng sử dụng trong vũ khí công nghệ cao, chúng ta cũng vẫn đang phụ thuộc vào nguồn nhập của nước ngoài, trong nước chưa sản xuất được. Phát triển công nghiệp quốc phòng gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo được coi là hướng đi quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam để khai thác tiềm năng kinh tế biển và đảo về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Ngành công nghiệp đóng tàu nói chung và đóng tàu quân sự nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng.
Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng nước ta đã đóng mới thành công nhiều lớp tàu quân sự, tàu cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và tuần tra thực thi pháp luật trên biển. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!